Anh ơi, anh ơi, anh mua đàn vịt kìa anh. Anh mua bài vịt đó không? Có 10 quan tiền à? Nguyên bầy mà có 10 quan tiền, mua rồi bán có lời không ta? Anh mua bài vịt này đi anh. Được, tôi mua bài vịt này. Dạ. Ê, tụi mày làm gì vậy? Vịt của con bán. Nó bán nên tôi mua. Vịt của tao thả đồng, mà tại sao mày dám bán? Định ăn cắp vịt tao hả mày? Ban ngày ban mặt mà mày ăn cắp vịt. Vịt con mua mà, con có ăn cắp gì của ai đâu. Trả treo nữa hả mày? Được rồi, chú ơi, tha cho thằng nhỏ đi. Tao tha cho mày chỉ một lần này thôi nha. Rồi cuối cùng là sao? Bài vịt đó của em hay của ổng? Có chú kia đứng đây nè, nó là chủ của bài vịt này. Tao là chủ của bài vịt này nhưng mà tao đang kẹt quá. Bây giờ tao bán rẻ cho mày, mua không? Một chút nữa có một người đi ngang qua đây, mày bán cho nó 10 quan tiền. Vậy có phải là mày lời 5 quan không? Vậy là ông lừa em rồi. Mẹ em đánh em chết. Nàng cũng nói hả, gặp con nít với người già là phải giúp. Hay là mình giúp đi. 1, 2, 3 quan tiền. Đó, cầm tiền đi mua đồ cho mẹ đi. Anh cho em thiệt hả? Trời ơi, cầm đi cho đó, đừng có khóc nữa. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em về. Nhỏ thấy thương, tội nghiệp.